là tuyệt vời. Đó. Thì đây là đồ để gác chân nè, để mình lên mình ngồi. Mình ngồi thử cả nhà. Thử cái im không ha. Đó, đây. Đây là chân mình nè. Đồ gác chân mình để vô đôi giày này cả nhà. Thì nó cũng vừa ha. Đó, mình mang đôi giày mình để nó cũng vừa ha. Ha. Đó. Ép ép vô chút xíu nữa thì cũng đỡ. Thì cả nhà đi xe tay ga đỡ dần xình cái đôi giày mình lắm ha, cái chân mình đó. Đó, mình núp vô trong trong này nè. Đó, rất là ok ha. Rồi. Thì mình xin vô cái giá ha. Cái giá để cả nhà mình cùng tham khảo nha. Xin chào cả nhà đến kênh YouTube Võ Thanh Hiền TV mình nha. Thì hôm nay xin mời cả nhà thì mình đến cửa hàng S-Honda Thanh Nhã ha. Thì hôm nay đến với cái dòng AB phiên bản mới 125 cả nhà. Thì địa chỉ cửa hàng là ở số 454 đường Nguyễn Sinh Sắc, Cấm Đông, phường 1, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp ha. Đó. Thì số điện thoại là 02773772909 nha cả nhà. Để mặt tiền cửa hàng ha. Thì xin mời cả nhà thì mình vào bên trong quay chiếc AB nha. Rồi. Rồi, đây là nhân vật chính ngày hôm nay thì cả nhà ơi. AB 125 phiên bản 2025 ha. Đó. Thì mình quay một vòng cho cả nhà xem em nói như thế nào ha. Rồi, một chút mình sẽ vô cái giá để cả nhà mình cùng tham khảo nha. Thì màu này còn gọi là màu màu gì cả nhà? Khó kêu quá ha. Xanh đen vàng đồng. Xanh đen vàng đồng. Đó. Đó, cả nhà thấy màu màu xanh ha, xanh nhám. Màu xanh nhám đây. Đây màu cái màu đen. Đó, dưới này thì màu vàng đồng. Còn gọi là xanh đen vàng đồng ha. Đó. Yên màu nâu. Đó. Thì phiên bản này mắc tiền hơn phiên bản màu đen bóng, màu sơn bóng nha cả nhà. Màu nhám thì mắc tiền hơn màu bóng ha. Một chút mình sẽ báo cái giá vô cái giá luôn. Để cả nhà mình cùng tham khảo ha. Nó nè, cả nhà nhìn em nó nè. Đèn rất là sáng ha, nhìn cái đèn của AB rất là ngầu quá nha. Nhìn nó gấu gấu ha. Đó. Thì về em đó nè. Màu này màu nhám nha, màu nhám. Nhám mờ, nhám nhẹ ha. Đó, chứ không có nhám sần ha. Nhám sần thì nó cái xe mình nó bấm bẩn lắm cả nhà. Nhám nhám nhẹ này á. Nhám nhẹ như thế này á thì cả nhà rửa cũng rất là dễ. Bẩn nó không có bám vô được ha. Đó, phiên bản này 125 nè. Màu vàng đồng. Rất là đẹp luôn. Đó. Thì cái bản màu nhám này nó có heo dầu á thì lại là màu vàng nha cả nhà. Màu vàng đồng ha. AB thì rất là nhiều heo dầu, màu đen, màu bạc, màu vàng đồng. Thì mỗi một màu nó có giá nó khác nhau ha. Rồi. Thì AB này động cơ là ESP cộng nha. ESP cộng động cơ 4 quanh thế hệ mới của Honda ha. Nó rồi một chút sẽ vô cái nhãn năng lượng em nó có giá cái nhãn năng lượng như thế nào ha. Đây, động cơ em nói nè. Thì em nói cho cả nhà xem cái dạng đuôi nè. Dạng đuôi em nói nè. Đó. Rất là liền lạc ha, rất là đẹp. Đó. Bô nè, bô của AB luôn. Thì AB thì cái nhà chạy nó rất là cứng cáp ha. Nó, tại vì em nó hay phục sau. Hay phục sau nên cái độ cứng ổn định em nó ha. Tuy gần hai cái phục nó nhỏ nhưng mà độ ổn định nó cân bằng. Đó. Nó cân bằng hơn một phục ha, hơn một phục đó. Đó. Ví dụ như chiếc nè, như chiếc SHMO này cả nhà. Ví dụ chiếc SHMO ha. Em nó một phục. Một phục á thì nó phải làm nó nằm một bên một cả nhà. Đó, nên lò xo nó to ha, xo nó to. Đó, nó mới chịu, nó chịu lực được. Đó. Còn AB thì nó hai phục. Đây. Em nó hai phục. Thì cái phục nó lò xo nó hơi nhỏ nhưng mà nó hai phục ha. Thì nó ổn định hơn. Cái nhà đi xe mà một phục á. Cái nhà chở người em sao mà nặng nặng á. Cái nhà ôm cua nó hơi chè chè nhẹ nhẹ nha. Đó, tại mình có chạy rồi. Còn chiếc xe mà hai phục hay nhà cả nhà ôm cua thì nó rất là ổn định. Đó, cho dù hai cái phục nó nhỏ hơn cũng như vậy ha. Đó.
thì nó giống như hai cái chân đó nha. Mình một chân đó, mình đứng thì nó hơi chao đảo một tí, chao đảo nhẹ ha. Hai chân thì nó rất là đầm chắc đó. Y vậy thôi, nó cũng không khác gì. Nhưng mà chiếc xe đó, thì người ta kỹ sư ta chế nó khác ha. Thì mình nói ví dụ nôm na cho cả nhà hiểu ha. Rồi thì cả nhà đi chở nhẹ nhẹ thì đi một phuộc rất là tốt, mà chở nặng thì cần hai phuộc nha cả nhà, để đi cái độ ổn định đó nó chắc chắn hơn ha. Đó rồi, thì dần đầu em nói nè, dần đầu em nói thì có hai nút reset đây, mặt đồng hồ cũng vuông hình chữ nhật đó, cắt mở động cơ tạm thời, nút D đó, chìa khóa mắc cây nè, chìa khóa mắc cây nó rất là an toàn, kết hợp mở yên mở bình xăng. Rồi đây là hai cái đờ mót nè, hai đờ mót ha. Thì cả nhà thấy màu xám này như thế nào? Nên quay xa cho cả nhà xem. Xin lỗi, màu xanh chứ. Màu xanh, xanh đen vàng đồng ha. Xanh đen vàng đồng. Đó, cả nhà thấy. Em nó cũng rất là đẹp nha. Thì cái dáng AB mình nhìn ngang thấy đẹp lắm cả nhà. Đó. Thì nhãn năng lượng của em nó là 125 là 2.14 ha. Tức là 2 lít 104 nha cả nhà. Đó, cho 100 km. Thì mâm là mâm hình ngôi sao. Đó, mâm hình ngôi sao. Rất là đẹp ha. Thì máy động cơ SB cộng em ở nhà chạy rất là nhẹ nhàng nha. Cả nhà nhóm ga là nó tê lắm. Nó nhóm 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 nha cả nhà. Đó. Máy SB cộng là máy mới nha, 4 quanh á. Động cơ thế hệ mới nên cả nhà chạy chạy chậm chậm thì cả nhà nhóm nhóm thóc thóc ga ha. Là xe mà nó còn giật giật nó nhóm nhóm lên. Nhìn nó phê lắm cả nhà, nó sướng lắm. Đó. Chuyền sống đây. Chuyền sống AB 125 nè, chuyền sống điện ha. Động cơ bên trong mới cáo luôn ha. Đây là cảm biến đây, cảm biến gì ở gì chỗ này quá trời luôn nè cả nhà. Chỗ cái hẻm này ha. Ở chỗ này mà làm nữa cái ống bằng đen đen á cả nhà, gom như vậy này vô á. Hẻm mà gom dê vô cho gọn gàng rất là hay ha. Đó. Đó theo ý kiến của mình nha cả nhà. Đây. Máy của em của AP mới nè, mới chát rồi ha. Đó, máy nè, chân phuộc nè, phanh tăng trống nè. Ok, rất là tuyệt vời. Rồi thì mình xin dỡ cấp yên cả nhà xem ha. Mình dỡ cái miếng bọc ni lông ra cho cả nhà xem kìa. Yeah. Xem gõ cái da yên của em nó ha, da yên em nó như thế nào đó. Rồi, mình bỏ cái bọc vô đây đi cả nhà. Một chút mình tính sau. Giờ mình xem cái da yên em nó coi. Nó. Thôi, da yên màu da bò cả nhà, màu nâu ha, còn gọi là màu nâu. Cái màu này nhìn nó sang ha. Nhìn nó sang. Ở sau thì màu đen, đen nhám. Ở trước thì màu nâu. Nó màu nâu. Nhìn cái da nó rất là chắc ha. Thì phối cái màu yên này cũng rất là đẹp nè. Cái nhà nhìn tổng thể cái màu yên này nó rất là tuyệt vời ha. Rồi xin vô cấp yên nha cả nhà, cấp yên ha. Thì cấp yên của AB thì có hai ngăn, chia cái hai ngăn. À đây có cổng xài điện thoại nữa cả nhà, dưới cái đèn soi cốp ha, đèn soi cốp đó rất là ok. Ví dụ cả nhà mà xài điện thoại trong này á thì cả nhà để ngăn sau ha, ngăn sau đó thì có cái lẫy nè cả nhà. Nếu mà nhà chở đồ nhiều thì dỡ cái lẫy này ra ha, dỡ lẫy này ra. Nếu mà cả nhà xài điện thoại á, để đồ chia cái hai ngăn á thì cả nhà đóng cái lẫy này xuống ha, là nó chia ra làm hai ngăn, ngăn trước và ngăn sau, rất là tuyệt vời ha. Thì với cái động cơ AB 125 như thế này, có cái cốp như thế này thì rất là tuyệt vời rồi. Bên trong thì kiến ha cả nhà, nó cốp rất là rộng nha, thênh thang thênh thang. Đó, mình sách hướng dẫn sử dụng đây đó. Rồi thì mình xin phép mình đậy cái yên lại ha. Hay đậy có hai cái móc, hai cái móc là để móc biển số, ô xin lỗi, móc nón bảo hiểm ha, hay vỏ sách rồi đó mình móc đỡ. Thứ nhất là nón bảo hiểm đi, nó móc đó thì mình đậy cái yên lại. Thì cái nón mình để xe thì người ta không có lấy ha, người ta không có mượn ha. Đó rồi thì
AB125 là động cơ FB cộng nha cả nhà. FB cộng đĩa thì đĩa này. Thắng là thắng kết hợp ha, thắng còn gọi thắng CBS. Cả nhà mà bóp thắng sau á, bóp thắng sau thì thắng trước nó hỗ trợ luôn nha. Đó, còn gọi là CBS. Còn thắng ABS thì nó có cái dòng răng. ABS thì cả nhà nhìn có cái dòng răng ở bánh trước ha, chỗ đĩa trước. Còn này thì không có, thì gọi là CBS ha. Đó, thắng kết hợp. Thì em nó đèn led toàn bộ nha cả nhà, toàn bộ đèn led hết. AB nhìn dàn đầu rất là đẹp, có một dãy đèn hình T-set nè, dãy đèn led hình T-set rất là tuyệt vời luôn. Ok, có cái logo Honda sáng bóng, nhìn rất là sang. Rồi thì cả nhà nếu mà thích kênh mình á, hãy cho mình xin một like nha, và cho mình xin một cái đăng ký kênh nha, và nếu vừa về hết thì cả nhà chia sẻ cho mọi người cùng xem cùng biết ha. Rồi thì AB động cơ ở trước luôn. Ủa xin lỗi, mình xăng ở trước luôn cả nhà. Cả nhà tới cây xăng thì chỉ cần đá chống đổ xăng thôi, khỏi cần đi xuống ha, mình xăng nằm trước. Thì mình quay xe thì lúc nào phải báo cái giá để cả nhà tham khảo hết á. Đó. Thì giá AB125 phiên bản màu xanh nhám đen vàng đồng 2025 ha. Thì em nó có giá này, cái giá này bao biểu số quyền với cả nhà luôn nha. Đó. Giá này bao một số quyền thì giá nó có cũng có dao động nhẹ thôi, tùy theo thời điểm lên xuống nha cả nhà. Nên cả nhà biết giá xe thì mình lúc nào mình cũng báo là nó không có chính xác ha, nó cũng gần chính xác đó, nhưng mà cũng dao động. Thì giá cả thị trường thì cả nhà cũng biết rồi ha. Đó, cả nhà cũng thông cảm cho mình. Đó, mình xin chia sẻ để cả nhà mình cùng tham khảo. Thì em nó có cái giá hiện tại tại cửa hàng Head Honda Thanh Nhã, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp. Đó. Thì em nó có cái giá là 47.200 nha cả nhà. 47.200 ha, cho một em AB mới phiên bản 2025 này ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau nha. Rồi, thì cảm ơn cả nhà. Rồi, bye bye cả nhà nha. Bye bye.